Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Bán này giới thiệu bác một mẫu Touring đến từ thương hiệu Meridia. Thì đây là một trong những thương hiệu khá là phổ biến trên thị trường châu Á, được rất nhiều người tin dùng. Và này em về một chiếc mẫu Meridia dòng cao cấp của Touring, dòng Meridia Discover 800, HFS 800. Thì như các biết thì những video trước đây em đã giới thiệu qua bác những cái dòng xe Touring của Meridia, những cái dòng Meridia Discover 610, 720 và Discover. Lần này em về là mẫu dòng cao cấp nhất của dòng Touring Discover 800, mẫu dòng Touring cao cấp. Còn xin mời các bạn về những chiếc xe. Và trên vùng miền Bắc đây là cái mẫu Meridia Discover 800, mẫu cao cấp nhất của dòng Touring Discover. Và trong thời gian vừa qua em đã giới thiệu đây là cái mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em, cái mẫu model cao cấp nhất được sử dụng với dòng Touring trang bị thêm cặp tổng sóc phía đằng trước, bánh to, vành 700. Còn lần này em về với chiếc cái tông màu chủ đạo, tông màu trắng, điểm chỉ xanh trên khung xe rất là sáng, có thể nhìn rõ chữ Meridia. Meridia đó nhìn rõ chữ Meridia và chữ Discovery toàn bộ trên khung xe đều được phun phản quang, giả quang. Có thể nhìn rõ này, đây là lớp giả quang này, da ánh nắng và da cái tia ánh nhận chiếu vào thì sẽ nổi lên bề mặt có chữ sản xuất Meridia hoặc là chữ Discover. Discover 800, đây là cái model của xe, các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm. Theo được tìm hiểu thì cái mẫu Meridia Discover 800 này được sử dụng rất nhiều trong những cái đội đua, đội đường phượt lắm nhé, phượt rất là nhiều, sử dụng rất là rộng rãi trên đường châu Á. Hydro format sinh kim, điểm chỉ xanh trên khung tên tông màu trắng rất nổi bật và xe đánh giá rất là mới. Tất cả những cái dòng chữ trên khung xe Meridia và HFS đều được sơn tem phản quang nổi trên bề mặt khung xe. Chính hãng của Meridia vẫn còn mã vạch trên khung xe không nhé. Cổ phốt chính hãng, ghi đông chính hãng của Meridia, mũi bản theo xe, tay lắm cao su đúc, tay lắm sừng trâu, chính hãng của Meridia, biểu tượng cho hình ngọn núi, tay lắm cao su và bán sừng trâu là cũng chính hãng của Meridia. Đằng trước sử dụng với tay bấm xả của Shimano, trang bị với 9 tầng lip và sử dụng đằng trước là cụm thanh dầu thủy lực của Shimano. Xung rồi dàn bản theo xe cũng không để luôn. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Aligio và cụm phanh sau được cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Và như những video trước đây em giới thiệu thì cái dòng Meridia Discover là khám phá nhé, Discover là khám phá thì thường được sử dụng trên những cái cung đường đi rất là gồ ghề và sẽ trang bị thêm cái cụm giảm sóc rất tiện lợi cho các bác, chống được bác đi tê tay. Biểu tượng của Meridia là hình ngọn núi giống như cái dòng của xe Fuji, dòng cũng là biểu tượng núi. Giảm sóc trước là giảm sóc của Meridia chính hãng Discover 800. Vành chính hãng của Meridia, vành Meridia sử dụng lốp CST Driver, lốp chuyên sử dụng trên những cái cung đường đường phượt các nhá, đi xa. Kích thước lốp 700x38C, lốp còn rất là mới luôn đó nhá, lốp còn rất là mới. Cái mẫu Meridia Discover là cái mẫu dòng xe khám phá, tức là thực ra là khám phá, Discover khám phá, được sử dụng trên mọi cung đường các bác. Các bác có thể đi tập thể dục trên những cái cung đường phố hoặc chung cư
hoặc các bác nào đi cửa đi phượt được. Đây là cũng là cái mẫu mà em từng review giới thiệu rất là nhiều trong năm vừa qua. Học yên chính hãng của Merida, yên Merida nhưng bảng theo xe. Size 18 là size 46 đó, là size 46 này, size 46 nhá. Gạt đĩa của Shimano, Acera. Bù đề sau là bù đề Shimano Alivio, trang bị với 9 tầng lip, lip Shimano, lip đen. Vành sau là trang bị với vành chính hãng của Merida, lốp CST Travel. Và bây giờ xin lỗi cho con đứng ở khung xe. Nó nhìn thấy chữ Merida đấy, tất cả cái dòng chữ Merida và Deep Cover được in 3D sơn phản quang trên khung xe. Và chiều cao khung của xe là size 46. Chiều ngang khung là size 53. Thích hợp các bác cao 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Và giờ xin hỏi chi tiết vào những hoạt động của xe. Lên lip rồi. Xuống lip. Bên phải em là sử dụng bếp 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bọt lắm nhá. Các bác nào thích con màu sáng thì đây là một sự không cho các bác rất là tốt. Và em mời nhá, tổng thể xong chiếc Merida Deep Cover 800, dòng cao cấp nhất của dòng xe Touring Deep Cover, và sẽ trang bị với giảm số hàng trước. Xe rất tốt bên em là 9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm thấy xe đạp. Nếu đăng ký theo dõi kênh, mình hẹn bác cho ngày mai.